quý vị và các bạn, mẹ khóc con, bà khóc cháu, con khóc cha mẹ, vợ khóc chồng là những trường hợp thương tâm mà phóng viên truyền hình Báo Pháp Luật Việt Nam đã phải chứng kiến trong quá trình xác minh những lá đơn tố cáo cựu cứu đề nghị làm rõ hành vi chữa bệnh làm chết người của Võ Hoàng Yên. Đó cũng là những nỗi đau thương chua xót đến tột cùng của những gia đình đã lên tiếng đòi lại công bằng cho cái chết oan uổng của người thân được cho là đã bị Võ Hoàng Yên chữa bệnh gây ra. Thời gian qua, truyền hình Báo Pháp Luật Việt Nam liên tiếp nhận được những đơn thư của nhiều cá nhân, gia đình được cho là nạn nhân tố cáo cầu cứu khẩn thiết, yêu cầu làm rõ cái chết oan uổng của người thân trong gia đình bị chết sau khi được Võ Hoàng Yên chữa bệnh. Đến nay, chúng tôi tiến hành trực tiếp xác minh được 5 trường hợp có người thân bị chết do Võ Hoàng Yên chữa bệnh. Hầu hết các đơn thư tố cáo cầu cứu đều xuất phát từ mục đích đòi lại công bằng cho người thân bị chết oan do tài chữa bệnh của Võ Hoàng Yên và mong muốn các cơ quan pháp luật sớm làm rõ những uẩn khúc trong hoạt động khám chữa bệnh mờ ám của Võ Hoàng Yên. Đồng thời, các nạn nhân cũng yêu cầu cơ quan chức năng, cơ quan điều tra sớm đưa Võ Hoàng Yên, người được cho là một lang băm đội mát thần y, ra trước ánh sáng pháp luật. Bởi theo phản ánh, từ lâu Võ Hoàng Yên dù không có bằng cấp khám chữa bệnh gì, nhưng vẫn cùng ekip của mình dàn dựng những clip thể hiện tài chữa bệnh thần thánh, khiến nhiều người dân nhầm tưởng, tìm đến chữa trị bệnh. Từ đó dẫn đến nhiều người đã rơi vào cảnh tiền mất tật mang, thậm chí là tử vong. Nghe rõ ràng mà bấm. Thưa quý vị, đây là 5 trường hợp từ 5 lá đơn mà chúng tôi nhận được, dù có hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có chung một kết cục bi thảm và gia đình họ phải gánh chịu nỗi đau ám ảnh khi người thân đã mãi mãi ra đi sau khi được Võ Hoàng Yên chữa bệnh. Có người thì chết ngay tại chỗ, có người thì rơi vào tình trạng hôn mê rồi ra đi vĩnh viễn. Tất cả những người đứng đơn tố cáo, cầu cứu đều khẳng định rằng cái chết của cha, mẹ, con, cháu mình đều do bàn tay của Võ Hoàng Yên và đồng bọn của y gây ra. Bởi trước khi được ông Yên chữa bệnh thì người thân của họ không ai bị bệnh nan y hay hiểm nghèo, sức khỏe không có gì nguy kịch. Bữa đó là đưa đi lên cháu đi là cũng 5 giờ mấy sáng rồi cậu. Rồi ổng mới nói là thằng bé này ổng làm được. Rồi ổng làm ông kia trước, ổng làm mới làm thằng bé này, là trong khi đó hai người chịu sau, hai người chịu trước. Ổng mới gịch cái giò đầu tiên, thì xong buông xuống rồi ổng gịch thêm cái nữa, là cháu nói nội ơi đau quá. Nó nói thôi dám đi con cố gắng, ổng nói không sao á. Rồi nó xỉu, mà nói vừa xong rồi nó xỉu, rồi ổng nói không sao đâu, cho cháu nằm chút vậy về chích mũi thuốc khỏe là cháu nó khỏe lại. Rồi đem về nhà nằm là nó bất tỉnh luôn ở trên đó luôn á, là giết tới ngày nó mất luôn cậu. Đem đi bệnh viện rồi người ta nói là nó bị cú sốc quá lớn. Đó là có nhiêu đó thôi à. Tôi nói trời ơi, thầy ơi sao cháu tôi vậy nè, sao cháu tôi nó xỉu, tôi nó khóc. Ông mới nói không có sao hết á. Ông nói vậy đó. Năm 2010 thì bà đi bán vé số. Thì bà đi ngoài đường thì bị Honda đụng thì có gãy cái chân. Thì trong thời gian 6 năm điều trị thì bà đã khỏe, đã bớt rồi bà về. Thì một hôm tới 2016 là bà chạy ở nhà nghe cái đoàn từ thiện của ông Võ Hồng Yên về đây để chữa tâm mày biết nói mà què biết đi. Bà nghe vậy thật là thích quá, bà chở ra. Thì chở ra đó rồi đợi từ sáng tới chiều. Chiều cái ông Yên ông kéo sao cái gãy chân bà lại, cái là bà sáng mai bà mất luôn. Ba người nương nhau sống là thân thương, mình mất một người thân như vậy em thấy trụ cột gia đình là chỉ suy sụp. Mẹ con suy sụp tinh thần mà suy sụp luôn kinh tế. Thấy ông hôn mê vậy thì mới điện xe cấp cứu mới chở xuống Trà Vinh á, thì xem tình hình cho ông sao. Người ta chứng đó người ta nói là giờ ổng đứt mạch máu não rồi nên là cơ hội chữa là không có ấy, không còn sống được. Nên gia đình thấy vậy nên mới chuyển đi tên tới thành phố, chuyển lên tỉnh thì ổng chỉ có một đêm đó với sáng ngày là tới chiều là ổng mất á. Chị đưa đi. Dạ. Bà chị đưa như lúc mà đưa xác chị em về thì là có đưa cho mẹ em. Dì bảo là ở ngoài Bình Thuận đưa cho dì 1 triệu. Thì chị em không biết gì, chỉ nói vậy thôi. Là người ta đưa cho 1 triệu. Thì bà dì biết đưa cái 300 ngàn bồi dưỡng cho tài xế chở xác chị em về. Còn đưa cho mẹ em 700 ngàn. Là cho nhét vào túi mẹ em, nói rằng là cái tiền 700 ngàn này là
để chị mua bánh bánh để cho cái mấy cái ngày đám tang đó. Đấy. Theo phản ánh, những cái chết oan uổng của các nạn nhân xấu số xuất phát từ sự tin tưởng vào các video clip nói về tài năng chữa bệnh của thần y Võ Hoàng Yên lan truyền trên cộng đồng mạng và những lời nổ từ chính miệng của Võ Hoàng Yên về khả năng chữa bệnh của mình, cùng với cách chữa bệnh ẩu, hết sức chủ quan, thiếu khoa học của Võ Hoàng Yên. Cháu nó là chuẩn bị là gần chết là tôi có điện bên hành sự, đó, bên Hồng đó, là công an hành sự. Tôi điện là bây giờ như vậy đó, người đó lần để đưa lên. Tìm công an như thế nào? Theo phản ánh, những trường hợp đã tử vong an uổng do Võ Hoàng Yên chữa bệnh không chỉ để lại sự mất mát đau thương đến tột cùng, mà còn làm ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống, tình cảm của những người thân còn sống. Có người thì bị trầm cảm sau cái chết đột ngột của người thân, có người thì mãi dằn vặt bản thân, tự trách mình sao lại dễ tin, chủ quan nên đã đưa người thân đến gặp Võ Hoàng Yên để tìm đến cái chết. Có gia đình thì rơi vào cảnh xào xáo, bất hòa, anh chị em từ mặt nhau vì xót xa, đổ lỗi cho nhau trước cái chết tức tưởi của cha mẹ mình. Thưa quý vị, tất cả những người đứng đơn tố cáo cầu cứu đều có chung một mong muốn các cơ quan chức năng và cơ quan điều tra quyết liệt vào cuộc làm rõ những cái chết oan uổng của người thân do ông Yên chữa bệnh gây ra, sớm đưa sự thật và những sai phạm, tội ác của Võ Hoàng Yên ra trước ánh sáng pháp luật. Tôi mong muốn của tôi là cơ quan thẩm định để lấy lại công bằng cho cháu nội tôi, chứ là không có gì hơn á. Chứ giờ cháu nội tôi mất mà không có công bằng là không được. Cho nên bây giờ sự việc nó mới ở trên mạng, mới cách đây 2 tháng trời mà ở chợ kia thì người ta cũng nói em, nói với em là ông Võ Hoàng Yên á, ông mới làm chết người, chết chị nợ như vậy mà sao ở nhà mày không ai dám lên tiếng. Em bảo bây giờ lên tiếng thì lên với ai, lên tiếng với ai, mình đâu có biết đi đến đâu mà kiện đâu, cho nên là mà mình cũng đâu có biết quen ai đâu mà bảo đi kiện hay là đi nói cái gì đâu. Nữa là nhờ công an và pháp luật sớm giải quyết xử lý em Võ Hoàng Yên ra ánh sáng để lấy công bằng lợi cho những nạn nhân là bị mất tiền mà bệnh vẫn còn mang, còn riêng gia đình của chị là cũng bị mất tiền mà lại chồng của chị bị mất mạng luôn. Đó, nhờ công an vô giải quyết giùm cho mau, cho sớm, cho dân đồ đỡ khổ. Chỉ cầu mong sao cho cơ quan chức năng, các chính quyền vô cuộc để minh oan cho bà và trả lại sự công bằng cho gia đình và cái bất ức của bà chết oan từ ngày bà chữa bà tới nay, và từ nay trở đây thì gia đình rất là xào xáo buồn bã lắm. Thành thử là mong cơ quan nhà nước, công an vô cuộc sớm để đưa ông này ra ánh sáng và là tìm lại những cái công bằng cho mọi người và cả gia đình tôi xin chân thành cảm ơn. Muốn là công an pháp luật điều tra làm sáng tỏ cái vụ việc cái chết đi độc ngọc của ông già. Muốn lấy lại sự công bằng. Đồng thời, các gia đình nạn nhân cũng mong muốn từ sự việc này khuyên mọi người trong cộng đồng, nếu có bệnh thì hãy đi đến bệnh viện uy tín để được cứu chữa và tuyệt đối tránh xa kiểu chữa bệnh của Võ Hoàng Yên để không phải rơi vào cảnh tiền mất tật mang, thậm chí là mất mạng oan uổng. Từ những nỗi đau mà gia đình các nạn nhân phải gánh chịu và những dấu hiệu lừa bịp, gian dối trong khả năng khám chữa bệnh của Võ Hoàng Yên, theo phản ánh, mong rằng các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc có hay không những cái chết oan uổng do Võ Hoàng Yên chữa bệnh gây ra. Từ đó, đưa kết luận rõ ràng và có hướng xử lý thích đáng đối với những hành vi sai phạm, coi thường pháp luật trong hoạt động khám chữa bệnh của Võ Hoàng Yên nếu có, tránh tình trạng nghi hoặc bức xúc gây hoang mang trong dư luận xã hội. Truyền hình Báo Pháp Luật Việt Nam sẽ tiếp tục ghi nhận, tìm hiểu và thông tin về vụ việc này.